Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hiện bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối giờ Cali và hôm nay là tối ngày thứ ba Ở Việt Nam đây các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Và trong video này đó chúng ta cũng sẽ nói về một số những đề tài chúng ta đương nhiên sẽ nói về tình hình chung của thị trường. Chúng ta cũng sẽ nói về cái thông tin liên quan tới Elon Musk. Một lần nữa đó, Elon Musk lại tiếp tục troll mọi người nhưng mà có phải là Elon Musk troll mọi người hay là không? À, và chúng ta sẽ nói thêm về điều này Điều thứ nhì để chúng ta sẽ nói tới là dành thời gian chia sẻ về Michael Berry Thì Michael Berry như bạn cũng đã biết Đó chính là cái người mà trong cái bộ phim The Big Short đó Nhưng mà là người ngoài đời thật Thì đã bán hết cổ phiếu của mình Tại sao vậy các bạn có nên lo lắng hay là không đó là điều thứ hai điều thứ ba đó chúng ta dành nhiều thời gian để nói tới đó chính là thông tin liên quan tới Celsius tại vì Celsius đã ra tòa lần thứ hai và chúng ta có một số những thông tin cũng rất là thú vị liên quan đến tình hình hiện tại của Celsius như thế nào đây sẽ là những gì chúng ta nói tới trong video hôm nay nhưng mà trước hết á, nhìn chung thì các bạn đang thấy được là kết thúc thì chứng khoán của Hoa Kỳ đó những chỉ số lớn thì cũng không thay đổi nhiều các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones thì tăng 0.7% nhưng mà hai chỉ số còn lại đó thì chỉ số S&P 500 tăng 0.19 ngược lại đó thì Nasdaq lại xuống 0.19% Thì bây giờ đó pre-market thì không có động thái Các bạn thấy được là hầu hết là đi hàng ngang hiện tại Và chúng ta nhìn vào thị trường crypto đó các bạn sẽ thấy được là hôm nay à, Giá của crypto đó cũng đi xuống một chút không phải đi nhiều lắm Thì bây giờ đó là giá của BTC ở mức là 24.042 Nhưng mà nhìn kỹ đó thì cả ngày hôm nay giá cũng đi hàng ngang mà thôi Chúng ta có thể nhìn thấy được là dựa theo con cái đó thì cả thị trường crypto xuống khoảng chừng là 1% những đồng trong top 10 ra thì không có lên xuống nhiều lắm các bạn thấy được là ngoại trừ XRP tăng 3,6% còn lại thì các bạn thấy được là lên xuống không tới 1% và Dogecoin thì tăng 8% trong vòng 24 giờ qua chúng ta nhìn vào những cái mảng đầu tư khác chúng ta nhìn vào dầu đi thì hợp đồng dầu bây giờ đó thì vẫn dưới 90 đô ở mức là 86 đô chúng ta vẫn tiếp tục thấy dầu ở cái mức thấp so với lại cách đây vài tuần còn vì vàng thì sao vàng đó thì chúng ta vẫn thấy là dưới 1.800 đô cho một ounce vàng hiện tại và thị trường có phải là đang chờ đợi cái gì đó hay là không? Tại vì các bạn thấy là hiện bây giờ thị trường không có cái phản ứng nhiều. Hiện giờ chúng ta đang nhìn vào hợp đồng tương lai của chứng khoán cũng không có phản ứng nhiều. Chúng ta nhìn vào thị trường crypto đó trong vòng 24 giờ qua thì giá cả cũng tương tự mà thôi. Thì một trong những cái thông tin lớn ngày mai đó chính là cái thông tin liên quan đến Fed sẽ chia sẻ cái thông báo văn bản về cuộc họp của tháng vừa rồi điều các bạn nên hiểu đây đó đây không phải là một cái thông tin mới mà đây là văn bản về cuộc họp của tháng 7. Sau khi họp đó thì uh, chủ tịch của Fed John Powell cũng đã ra một cái uh, bài phát biểu cũng như là trả lời một số câu hỏi thường đã chia sẻ với các bạn tháng vừa rồi. Nhưng mà thường đó thì văn bản chính thức sẽ được chia sẻ ba tuần sau đó và chính là ngày mai, ngày 17 tháng 8 tại Hoa Kỳ, ngày thứ tư và yeah cái thời gian đó là 11 giờ trưa giờ Cali cái giờ 2 giờ các bạn thấy trên màn hình đó đây là cái giờ của New York giờ ở Cali là 11 giờ có nghĩa là ở Việt Nam đó các bạn sẽ phải chờ đến 1 giờ sáng ngày thứ năm mới có cái thông tin thì theo thuận nghĩ đó những cái đợt trước đây đó hai đợt trước đây thì cũng không có phản ứng nhiều đâu những gì được chia sẻ bởi Fed sau cuộc họp với lại văn bản thật sự đó thì cũng trùng khớp với nhau thuận thì nghĩ là đợt này nó cũng sẽ như vậy mà thôi nhưng mà cho đến khi nào văn bản thực sự có đó thì mọi người mới đỡ lo hơn cho nên thì bây giờ đây thị trường thường nghĩ im lặng cũng đang chờ đợi coi văn bản ngày mai có gì khác biệt hay là không nhiều người đó thì vẫn còn cái kỳ vọng là sau khi chúng ta nhận được cái chỉ số làm phát CPI mới đây ra đã có cái sự suy giảm thì Fed đó, trong cuộc họp tháng tới này sẽ không tăng lãi suất thuận thì không như vậy đâu và các bạn thấy được là Fed cũng nói rất rõ ràng là chỉ trừ khi nào mà có nhiều tài liệu lạm phát cho thấy được xu hướng đi giảm xuống có nghĩa là họ cần vài tháng và cho tới bây giờ là chúng ta vẫn có thể nghĩ là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất từ đây cho đến cuối năm tăng thêm 3 lần nữa và tăng nó thì tùy theo từ 1-1,5% tùy theo ước tính của ai Khi mà có thêm thông tin thường sẽ chia sẻ với các bạn Và chúng ta chuyển qua nói tới Elon Musk đi thì Elon Musk một lần nữa lại tweet và mỗi lần Elon Musk tweet thì mọi người lại xôn xao hẳn lên nhưng mà các bạn thấy được là lần này đó thì Elon Musk tweet uh, một phần bên trên này đã về chính trị thường sẽ không có nói đến nhưng mà ngay sau đó đó thì Elon Musk nói là ngoại trừ điều đó ra thì Elon Musk sẽ mua Manchester United <laughs> thì đương nhiên các bạn biết là Manchester United là cái đội bóng đá mà nhiều bạn yêu thích rồi thật cái bản thân thường thì cũng không có rành về bóng đá đâu thường phải Google mới đây để hiểu Manchester United là như thế nào nhưng mà Elon Musk nói sẽ mua lại đội Manchester United này thì có thật hay không thì chỉ có Elon Musk phải biết mà thôi Tại vì các bạn thấy được là Elon Musk cũng nói là mua Twitter cuối cùng cũng drama Và bây giờ vẫn chưa có biết được là kết quả của cái vụ uh, kiện cáo giữa Elon và Twitter sẽ đến đâu Tại vì bây giờ vẫn chưa bắt đầu ra to Theo thần nhớ đó là tới tháng 9 rồi mới ra to lận Thì đó chúng ta mới biết được thông tin Nhưng mà điều thú vị hơn đó là sau khi mà Elon Musk nói sẽ mua lại Manchester United thì các bạn thấy ở bên dưới này đó là cái tweet của Unusual Well thì uh, Unusual well nói đó là nhìn vào cái cổ phiếu của Manchester United PLC đây là cái công ty đại diện cho bản quyền của Manchester United tức là họ chuyên lo về bản quyền để mà in phụ kiện hay là in quần áo bán vân vân thì đây là công ty đại diện cho đội bóng đá đó thì uh, đây là một công ty mà có trên sàn chứng khoán và thường đó thì công ty này đó không có nhiều người quan tâm đến uh, trading uh, hợp đồng option đâu có nghĩa là hợp đồng tùy chọn đó nhưng mà điều thú vị ở đây đó là hai ngày trước khi mà có cái thuyết này thì đột ngột đó cái số lượng hợp đồng tùy chọn đó lại tăng lên và chi tiết hơn đó, thì anh Usual Wells nói là hai ngày trước đây đó có một ai đó đã mua tổng cộng là 450.000 đã đẩy cái volume lên rất là cao khối lượng giao dịch đã tăng lên tới 3.500% và đã mua cái quyền được mua ở mức là 14 đô và sẽ đáo hạn trong vòng 31 ngày như nên đây là cái lệnh ngắn hạn mà thôi nhưng mà đột ngột khoai đó lại mua rất là nhiều những lệnh như vậy và sau đó thì uh, tự nhiên chúng ta thấy được Elon Musk chia sẻ là sẽ mua lại đội bóng đá của Manchester United thì có phải đây là ngẫu nhiên hay không thì chỉ có thể là Elon Musk biết mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một cái sàn giao dịch có tên là Delta Exchange và đề thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay thì về Delta Exchange đó, đây là một sàn giao dịch số 3 trên toàn cầu với khối lượng giao dịch quyền chọn với đủ các loại giao dịch như là spot, futures và option hàng trăm cặp giao dịch altcoin và USDT phổ biến khi mà giao dịch futures có nêu dịch trung bình hàng tỷ đô la mỗi ngày thì về cái phí giao dịch thì sàn Delta Exchange có cái mức phí khá thấp đối với cả giao dịch futures, option hay là spot cụ thể đó đây đều là 0,05% Đặc biệt đó là đối với lại các lệnh future thì phí taker đó là khoảng 0.05% Còn phí maker đó tức là những người mở lệnh tạo lập thị trường đó thì mức phí chỉ là 0.02% mà thôi Trong thực tế đó thì là khi các bạn đóng lệnh long hoặc short thì tùy vào chỉ số funding rate đang âm hay đang dương mà bạn có thể bị tính phí hoặc là được cộng phí Trên Delta Exchange thì giao dịch hợp đồng tương lai futures có rất nhiều cặp để các bạn có thể lựa chọn Ngoài các cặp coin top phổ biến như là Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, Bitcoin Cash, Binance Thì cũng có các đồng có biên độ dao động cao tùy sở thích của các bạn trader Giao diện của giao dịch futures Bên trái đó vẫn là khu vực cho biểu đồ nến để thể hiện giá của trading view quen thuộc với bảng full đầy đủ tính năng box công cụ vẽ kẻ đo bên trái cho cái khung giờ thêm vào cái chỉ báo hay là bật tắt việc hiển thị vị trí đặt lệnh tiếp đến là order book hiển thị các lệnh được đặt trên sổ lệnh ngoài cùng đó bên phải là khu vực để chúng ta có thể thao tác đặt lệnh trước khi đặt lệnh thì chúng ta cần chỉnh tỷ lệ đòn bẩy cho hợp lý mặc định ở đây đó đang là 10x và chúng ta có thể thay đổi nó về 5x tới 1x trên delta đây thì hỗ trợ lên tới 100x tuy nhiên đòn bẩy càng cao thì tỷ lệ rủi ro càng cao cho nên các bạn cần phải cân nhắc khi mà sử dụng đòn bẩy. Ngay bên dưới đó là nơi bạn lựa chọn loại lệnh buy long hay là sell short và kiểu đặt lệnh là limit hay là market. Đây là hai kiểu phổ biến. Nếu không, bạn có đặt lệnh theo kiểu có điều kiện ở đây như là stop market, stop limit và vài kiểu khác phức tạp hơn thông thường nên thì bạn sử dụng lệnh limit để chủ động giá vào lệnh như mong muốn ở limit price nhập quantity là số lượng có thể nhập theo con hoặc là số lượng coin cũng có thể chọn theo số phần trăm mà số dư trong bí của bạn có bạn có thể đặt giá bạn muốn take profit hoặc là stop loss luôn trước khi đặt lệnh tại đây hoặc cũng có thể setup sau cuối cùng là bạn click vào buy hoặc là sell tùy bạn đang đánh long hay là short sau khi đặt lệnh thì lệnh của bạn sẽ hiển thị ở phần dưới của màn hình nếu như bạn đặt lệnh limit thì sẽ chờ khớp lệnh còn lệnh market thì sẽ khớp lệnh và thể hiện ở khu vực này bạn có thể cài đặt chỉnh sửa giá take profit và stop loss cho lệnh đang chạy hoặc đóng lệnh nếu bạn muốn. Nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu thêm về sàn Delta Exchange thì thường sẽ để các tài liệu trong cái phần mô tả của video này để các bạn có thể tìm hiểu các ưu đãi cũng như đăng ký tài khoản nếu như các bạn có hứng thú. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Delta Exchange. Một điều khác nữa thường muốn chia sẻ với các bạn đó, trước khi chúng ta nói về Michael Berry à, Đó chính là cái thông tin liên quan tới BlackRock Thì các bạn đã biết là gần đây đó, BlackRock là công ty đầu tư lớn nhất trên thế giới đã ra liên tục hai cái thông báo lớn và công ty này đã quản lý hàng nghìn tỷ đô la cho nên rất nhiều người quan tâm đến và cách đây vài năm đó thì BlackRock cũng đã nói là cũng đang suy nghĩ đến crypto nhưng mà cũng chưa có quyết định gì nhưng mà gần đây đó thì đầu tiên hết các bạn đã nhớ là đầu tháng 8 đó cách đây khoảng chừng là không tới 2 tuần thì BlackRock ra thông báo đó là họ hợp tác với lại sàn Coinbase để mà cung cấp dịch vụ cho khách hàng Thương mại của họ và Coinbase sẽ là cái đơn vị cung cấp và dịch vụ mua bán Bitcoin cho khách hàng thương mại của họ rồi ngay sau đó các bạn đã nhớ là cách đây không tới một tuần thì BlackRock đó nói là sẽ có một cái quỹ đầu tư cho khách hàng thương mại của họ và quỹ đầu tư này đó có thể là những khách hàng này đầu tư và có thể là trực tiếp có được tiếp cận. Với lại Bitcoin Nhưng mà có thể là BlackRock đã vào thị trường này từ lâu rồi đương nhiên họ có thể là thu mua trước đó Rồi sau đó họ mới ra những thông báo như thế này Và cũng có thể là nhiều người nói là BlackRock Là người đứng sau lưng những sự kiện như là Luna 3AC Những điều đó thì đương nhiên là không thể nào Mà chứng minh được cho các bạn Nhưng mà hôm nay đó có một cái thống kê Thống kê này đó là được chia sẻ Bởi một bài viết bởi Finbo Thống kê này đến từ blogdata.tech Và thống kê này đó thì không phải liên quan trực tiếp À, đến BlackRock nhưng mà thống kê này đã chia sẻ à, một loạt những công ty lớn ở Hoa Kỳ và ở khắp nơi trên thế giới và cái số lượng tiền mà họ đầu tư vào những công ty crypto là như thế nào giống như thường đã chia sẻ đó những người nói bây giờ là crypto đã chết rồi thì không phải đâu các công ty truyền thống lớn họ vẫn và đang đầu tư rất nhiều vào trong thị crypto này thị trường vẫn đang vững chắc và đang lớn mạnh nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được đó là một trong những cái công ty lớn đầu tư đó đó chính là công ty Alphabet, như là công ty Google, là đầu tư nhiều nhất. Thì con số này tính theo tỷ có nghĩa là Google đầu tư là 1,5 tỷ cho công ty Fireblocks, Adepa Labs, Voltage và Digital Currency Group. Nhưng mà các bạn thấy được là đứng thứ nhì lại, đứng thứ nhì đó là BlackRock đầu tư tới 1,1 tỷ vào công ty Circle, như là công ty đứng sau lưng đồng ổn định USDC. Chúng ta có FTX và Anchorage Digital và Morgan Stanley, Samsung, Goldman Sachs Cho nên các bạn thấy được là từ lâu BlackRock đã đầu tư vào những công ty này rồi Thì có thể là hiểu là có khả năng rất cao BlackRock đã thu mua crypto đã từ lâu rồi Trước khi mà ra những thông báo gần đây Ngoài trừ BlackRock ra các bạn thấy chúng ta có Morgan Stanley, ngân hàng đầu tư cũng nổi tiếng Chúng ta có Samsung, Goldman Sachs, BNY Mellon, một những cái ngân hàng lâu đời nhất PayPal các bạn cũng đã biết, Microsoft, Commonwealth Bank, Process Tencent, CD và nhiều những công ty khác như các bạn thấy trên bản hình Thì khi các bạn nhìn thấy những cái công ty crypto này Nhiều bạn có thể cảm thấy rất là lạ Nhưng mà thật ra khi mà các bạn tìm hiểu đó Thì những công ty như là Fireblocks à, Là những công ty mà cung cấp dịch vụ cho những công ty khác tiếp cận tới thiền crypto Có nghĩa là những công ty bây giờ đó Họ đầu tư vào những cái hệ sinh thái Để có thể hỗ trợ những công ty khác tham gia vào crypto Và các bạn có thể nhìn cái tài liệu này đó Với hai cách nhìn Thứ nhất đó, có thể là nhiều bạn không thích tại vì thị trường này đó chúng ta có những công ty đồ sộ như là Blackrock tham gia vào tuy là họ có thể đem thêm sự hứng thú đến thị trường này họ có thể đem thêm tiền vào thị trường này nhưng mà những công ty như thế này đó thì cũng rất là giỏi làm giá thị trường cho nên các bạn không thích nhưng mà điều của bạn nên hiểu đó là thích hay không thích thì người ta cũng sẽ tham gia vào thị trường này nhưng mà các bạn không có thể là suy nghĩ tích cực hơn những công ty này đó đương nhiên ngoại trừ việc đó là sẽ đem thêm nhiều sự hứng thú đến thị trường này. Những công ty này đó là những công ty mà bỏ rất nhiều tiền và đương nhiên tiền của họ thì đâu phải là họ dư đâu. Họ đem vào thị trường này tại vì đầu tư, tại vì họ nghĩ đó là thị trường này thị trường có rất nhiều tương lai cho nên họ mới đầu tư trong những công ty như thế này. Cho nên đây cũng là một dấu hiệu thị trường trưởng thành và càng ngày càng được nhiều những công ty lớn ủng hộ hơn. Các bạn nghĩ sao? comment ở bên dưới. Một số thông tin nhỏ khác giống như, như chúng ta đã thấy được là hôm nay đã có tổng thống Joe Biden đã ký cái dự luật chống lạm phát à, thì thuận đã chia sẻ với các bạn sơ sơ về dự luật này đó thật ra gọi là dự luật chống lạm phát nhưng mà không phải là in tiền đưa cho người dân như nhiều bạn nghĩ đây chỉ là một cái dự luật mà để riêng ra một số tiền tổng cộng là khoảng 400 30 tỷ đô la và số tiền này sẽ được đầu tư theo một cách nào đó để có thể giảm lạm phát trong tương lai giống như đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đầu tư vào cơ sở dẫn dầu để cho dầu giá rẻ hơn Tôi này chia sẻ với các bạn về dự luật này trước đây Chúng ta sẽ không đi sâu vào nhưng mà dự luật này được ký Và khi nào đó chúng ta mới thấy dự luật này có hiệu quả làm giảm lạm phát thì đây là dự luật dài hạn có thể là tới 2-3 năm sau thì mới bắt đầu là có hiệu quả chứ không phải là một thông tin chúng ta cần phải quan tâm đến ngay lập tức bây giờ ngoài chuyện này ra chúng ta cũng có thông tin liên quan đến công ty Facebook, công ty Meta và công ty Apple thì đây là cái thông tin liên quan tới việc là hai công ty này đang muốn dẫn đầu trong cái việc là tạo ra những cái kính VR như các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, kính thực tế ảo thì thật ra đó hiện bây giờ Facebook đã có cái kính Meta Quest 2 thì cái kính này đó hiện bây giờ là bán với giá là khoảng 400 đô và đã chiếm cổ phần của thị trường là 78% cho tất cả những cái kính thực tế ảo ra trong năm 2021 rồi. À, nhưng mà Thường thì không có sở hữu cái kính uh, Mira Quest 2 này. Thường trước đây đã cũng có một cái kính tương tự nhưng mà dùng để mà chơi game ở uh, PlayStation mà thôi thì cũng không phải là tốt lắm. Nhưng mà Thường cũng biết nhiều người đó có cái kính này họ cũng rất thích có thể là chơi game, có thể là uh, họ tập thể dục với cái kính này. Nhưng mà cái bài viết này nói đó là nếu như mà muốn cái kính có công dụng tốt hơn thì cái đợt kế tiếp này đó những cái đợt sau đó cái kính có thể là giá sẽ đắt hơn rất là nhiều à, uh, bây giờ đó thì nói là cái phiên bản kế tiếp đó thì có thể tốn tới 800 đô nên mà có thể mua được một cái kính như thế này và Apple đây thì nói là họ có thể đưa ra một cái kính như vậy nhưng mà có thể là tốn hàng ngàn đô la thì điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ đến đó là các bạn đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua điện thoại Apple rồi Bây giờ các bạn phải mua thêm cái kính nữa Cái kính có thể là 800 đô hay là 1000 đô thậm chí hơn Thì động lực nào dẫn đến các bạn mua cái kính này thì cũng rất là khó Các bạn thì được là ngoại trừ cái kính này thật sự là giúp đỡ cho các bạn trong đời sống Chứ nếu như cái kính này chỉ đơn giản để các bạn chơi game hay là các bạn nhìn vào thấy thích thú đó Thì cũng không hẳn là đủ động lực để cho người ta mua đâu Tại vì con số không hề nhỏ, cái giá có thể rất là đắt thì bài viết này nói đó là những cái kính sau này đó thì có thể là kết hợp giữa thật và ảo, giữa thật tế ảo đó thì những cái kính này có thể là nhìn xuyên qua, thay vì bây giờ cái kính này chỉ là cái màn hình mà thôi nhưng mà bây giờ đó, những cái kính sau này có thể là nhìn xuyên qua, các bạn có thể là đi đường đi thì các bạn có thể là thấy đường các bạn đang đi, nhưng mà cái kính này là một cái kính mà có thể cho các bạn thấy được một số những cái tài liệu trực tiếp ngoài đời thật khi bạn đang đi đường thì cũng có thể đó là cái xu hướng kế tiếp trước đây đó thì khi mà Apple ra cái AirPods các bạn sẽ nhớ là cái mà các bạn đeo trên lỗ tay để mà nghe à, nhạc đó. Thì trước đây ai cũng nói cái đó nhìn rất là kỳ Cho nên có thể là không ai đeo đâu Bây giờ các bạn thấy là AirPods thì ai cũng đeo hết à, Cho nên chưa chắc là người ta sẽ không chấp nhận những cái kính này khi mà người ta đi bộ ngoài đường Nhưng mà thật ra cái kính nó cần phải có cái thẩm mỹ một chút và cần phải nhẹ hơn một chút Và thường thì suy nghĩ đến một trong những cái mảng trong crypto đó chính là nft nếu các bạn nghĩ đi giống như là các bạn mua đồng hồ mắc tiền hay các bạn mua quần áo mắc tiền để các bạn chủ yếu bận để cho nhiều người có thể là nhìn thấy và người ta có nhiều lời khen với các bạn thì cũng tương tự bây giờ các bạn thì được là trên mạng đó một số người bỏ tiền ra để mà mua những cái nft mắc tiền à, để họ có thể là kết nối với lại twitter kết nối với lại instagram để cho mọi người biết là họ có khả năng và tài chính mua được những NFT tốn nhiều tiền như vậy thì sau này có thể là những cái kính VR này đã cũng có thể là cho những người sở hữu NFT có thể show ra những cái NFT mắc tiền của họ và cái kính này sẽ hiển thị những NFT đó khi mà họ đi bộ vân vân thì đây cũng có thể là một cái động lực thậm chỉ muốn chia sẻ cảm nghĩ sơ qua về kính VR mà thôi các bạn có cảm nghĩ gì về cái kính này ngoài trên này ra đó chúng ta cũng có thông tin liên quan tới những thợ đào thì thống kê cho thấy được đó là tháng 7 mới đây đó thì thợ đào đã bán cái con số 60 phần trăm thấp hơn là một tháng trước đó chi tiết hơn đó các bạn thấy được là những thợ đào mà họ đã công bố họ bán bao nhiêu đó thì họ đã công bố là bán 6.500 bịch trong tháng 7 so với lại một tháng trước đó đó là 14.600 bịch khôi đã được bán qua những cây công ty đào thì tại vì sao thì có thể là tại vì một tháng trước đó đó có nghĩa là hồi tháng 6, thì nhiều người lo sợ hơn họ không biết được là tình trạng giá cả đi xuống sẽ tới đâu nhiều những cái công ty đào nhỏ đó họ lo sợ họ bán bịt con trước để họ có thể là giữ tiền mặt chi tiêu tiếp tục kinh doanh đào thì ít ra cho thấy được là tháng vừa rồi đó những cái công xưởng đào đã đỡ sợ hơn họ đã bán cái số lượng btc ít hơn Yo, yo, I'm like an addict. Do I got to have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, got to grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Gotta...